Một người đàn ông Canada thừa nhận sát hại 6 người trong vụ tấn công đền thờ Hồi giáo tại Quebec. Một cựu sinh viên người Canada đã lên tiếng thừa nhận mọi tội trạng của mình vào ngày thứ Tư 28 tháng 3, sau khi cáo buộc sát hại 6 thường dân vô tội đang cầu nguyện bên trong một đền thờ Hồi giáo tại thành phố Quebec vào tháng Giêng năm 2017. Đây là một trong những vụ xả súng gây nhiều thương vong nhất từng được ghi nhận xảy ra trên lãnh thổ Canada. Truyền thông địa phương cho biết, kẻ sát nhân tên Alexandre Bissonnette, 28 tuổi, trước đó đã phủ nhận mọi tội trạng, tuy nhiên đã thay đổi khẩu cung trong phiên tòa mới đây. Thẩm phán tối cao thành phố Quebec đã yêu cầu nghi phạm trải qua một khóa thẩm định tâm lý để chắc chắn rằng đương sự hiểu được những hậu quả do tội của hắn gây ra. Những thành viên của đền thờ Hồi giáo cùng gia đình của các nạn nhân đã tới tham dự phiên xét xử nêu trên. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố. Alexandre Bissonnette cũng là thủ phạm duy nhất trong vụ xả súng lần này.